Hả? Chỗ cổng đầu tiên lại khách đi rửa đi xe việc này với kia nữa. Ở đây á, nói cho em nghe, ở đây chị không có khe em quay đâu. Em quay đi. Trời ở đây tôi bán cho 1 ngàn người, phải bán mấy cô, mấy cô này chứ. Chị ơi, gửi xe đâu chị? Bỏ xe đi này. Để quay xôn xa quán bánh ướt lòng gà Đà Lạt chửi bới du khách. Trên mạng xã hội Facebook, người Đà Lạt xuất hiện dòng trạng thái kèm hình ảnh và video clip của du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh tố vụ việc được cho là trải nghiệm kinh hoàng ở thành phố Sương Mù Đà Lạt tại quán HN bánh ướt lòng gà đã thu hút hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận bức xúc. Trang này viết, trải nghiệm kinh hoàng tại quán bánh hen bánh ướt lòng gà số 50 Tăng Bạt Hổ, phường 1, Đà Lạt. Đến bây giờ, khi cả đoàn của tôi đã về nhà an toàn được một ngày, Tôi mới đủ bình tĩnh ngồi viết những dòng này. Thật sự tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra, một quán ăn ngay trung tâm thành phố du lịch được ưa chuộng nhất nhì Việt Nam lại có thể có những người chủ quán có thể hành xử được như vậy, dòng trạng thái chia sẻ. Đoàn của tôi ra, trẻ lớn bé 30 người lên Đà Lạt vào sáng ngày 24 tháng 3 năm 2022. Sáng đó, chúng tôi đã đến quán H&N bánh ướt lòng gà phường 1, Đà Lạt ăn sáng món bánh ướt lòng gà. Lòng gà khá lạnh nhưng chúng tôi cũng ok, chấp nhận. Phóng viên vui vẻ dùng bữa và đi về. Sáng hôm 25 tháng 2 năm 2022, đoàn chúng tôi quay lại quán và gọi món bánh cân cho cả đoàn gồm 30 phần bánh. Chúng tôi vào ngồi và biết là chuẩn bị gần 30 phần sẽ mất thời gian nên đã chủ động gọi sữa đậu nành để uống trong lúc chờ đợi. Mọi chuyện bắt đầu từ đây, chúng tôi chưa hề phàn nàn về việc sao chuẩn bị lâu thế mà chị chủ quán là cái chị đang làm bánh căn cứ cằn nhằn mãi một câu là ăn cả 26 phần mà ca chịu gọi đặt trước. Giọng của chị chủ tiếp tục to và chua ngoa hơn nữa, nên chúng tôi bảo thôi không nói gì nữa, tính tiền những thứ chúng tôi đã dùng để chúng tôi đi quán khác. Lúc này anh chồng chị chủ bắt đầu thái độ, lời qua tiếng lại và còn bảo với chúng tôi là biến. Thật không thể chịu nổi thêm nữa nên đoàn chúng tôi nhanh chóng rời khỏi quán để ra xe, và chuyện kinh khủng nhất đã xảy ra, làm tôi phải quay video lại để chia sẻ cho mọi người, tránh gặp trường hợp như đoàn chúng tôi thì thật là ám ảnh ạ, à, dòng trạng thái bức xúc. Không những thế Nhóm du khách gần 30 người này cho rằng chủ quán HN bánh ướt lòng gà không ngớt lời chửi rủa, văng tục đối với cả đoàn. Thậm chí, chị chủ quán còn hành hung trưởng đoàn. Chúng tôi không thể hiểu đây là cách hành xử của con người với nhau. Trong video mọi người có thể nhìn thấy chị chủ hùng hổ sông lên, khúc sau đó là hành hung trưởng đoàn chúng tôi. Do phải tắt vội không sợ bị đập điện thoại mất đi video nên không quay tiếp được khúc, đoạn, bị hành hung. Đến bây giờ, khi cả đoàn của tôi đã về nhà an toàn được một ngày, tôi mới đủ bình tĩnh ngồi viết những dòng này. Thật sự tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra, một quán ăn ngay trung tâm thành phố du lịch được ưa chuộng nhất nhì Việt Nam lại có thể có những người chủ quán có thể hành xử được như vậy, dòng trạng thái bức xúc. Sáng ngày 28 tháng 3, ông Lê Anh Kiệt, trưởng phòng văn hóa thông tin Đà Lạt, cho biết đã ghi nhận sự việc chủ quán bánh ướt lòng gà trên đường Tăng Bạt Hổ, phường một chửi bới, đe dọa du khách. Chiều ngày 27 tháng 3, đoàn kiểm tra liên ngành đã tới đây để xác minh xong quán đóng cửa. Sáng nay, đoàn tiếp tục tới làm việc để có phương án xử lý quán bánh hen bánh ướt lòng gà địa chỉ số 50 Tăng Bạt Hổ, phường 1, Đà Lạt. Chiều ngày 30 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã quyết định xử phạt quán bánh ướt lòng gà HN, đường Tăng Bạt Hổ, phường 1, 16 triệu đồng về các hành vi vi phạm như nhân viên có giấy khám sức khỏe nhưng hết hạn, quán ăn phục vụ trên 30 người ngày nhưng không lưu mẫu thực phẩm, cơ sở không ghi đầy đủ các nguyên liệu vào sổ theo dõi thực phẩm. Ông Lê Anh Kiệt, trưởng phòng văn hóa thông tin thành phố Đà Lạt cũng cho biết, trong ngày hôm nay, bà Lê Xuân Diệp Tịnh, chủ quán bánh ướt lòng gà HN đã công khai xin lỗi du khách về thái độ phục vụ. Bà Tình thừa nhận đã có hành động không tế nhị, dùng lời lẽ không hay đối với du khách. Trong thư xin lỗi đăng tải công khai trên mạng xã hội, bà Tình viết: "Đầu tiên, chúng tôi xin gửi đến đoàn khách đã ghé quán tôi vào sáng ngày 25 tháng 3 năm 2022 lời xin lỗi chân thành nhất là chủ của một cơ sở thường xuyên tiếp xúc với khách du lịch mà tôi lại có hành động không tế nhị, dùng lời lẽ không hay đối với khách của mình. Thực sự tôi cảm thấy vô cùng có lỗi và hối hận về hành động của mình. Chỉ vì không kiềm chế được cảm xúc mà tôi lại bỏ lỡ sự yêu mến của khách dành cho mình. Từ đó tôi cũng đã làm ảnh hưởng ít nhiều đến hình ảnh của người Đà Lạt, khiến cộng đồng mạng không có cái nhìn thiện cảm cho du lịch Đà Lạt. Chúng tôi xin rút kinh nghiệm, cố gắng đón tiếp khách một cách chu đáo, thân thiện để góp phần xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố văn minh. Lịch sự, hiền hòa, minh khách, với phương châm vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Theo ông Kiệt, nếu căn cứ vào bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch thì hành vi trên của quán HN là không phù hợp. Ngoài yêu cầu chủ quán viết bản cam kết, chúng tôi còn động viên họ nên viết bài xin lỗi công khai đến đoàn khách để thể hiện sự chân thành của mình. Đây cũng là sự việc để các chủ quán rút kinh nghiệm, tuân thủ hoạt động theo phương châm vui lòng khách đến vừa lòng khách đi, xây dựng hình ảnh tốt đẹp cho du lịch Đà Lạt. Trên mạng xã hội xuất hiện một số dòng trạng thái Hình ảnh và video phản ánh việc đoàn du khách 30 người từ thành phố Hồ Chí Minh đi du lịch Đà Lạt đã bị chủ quán và một số người của quán H&N chửi bới, xúc phạm. Nhân viên trong quán đã dùng những từ ngữ khó nghe để nói với du khách như biến, cút, sưng mày, tao. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.